Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà có tổng diện tích là 95 m². Trên thửa đất căn nhà thổ cư 100%. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường tỉnh lộ 835A khoảng là 1 km. Con đường này rộng khoảng là 2 m. Anh chị di chuyển là đường xe máy, xe ba gác, ô tô loại quất morning thì anh chị di chuyển rất là thoải mái. Ở đây thì có điện nước, wifi, có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì con đường này dẫn liên thông nha anh chị. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là khu công nghiệp, trường học, ủy ban, ngân hàng. Thì anh chị cách khoảng 2 km nha. Xung quanh đất căn nhà thì gia chủ đều cấm trụ và đã gào B40 hết đất. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cứ yên tâm ha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 5 m và có chiều dài là 19. Tổng diện tích của mình là 95 m². Trên thửa đất căn nhà thổ cư 100% nha anh chị. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí cột sắt này, mình đo thẳng qua bên đây là 5 m nha anh chị. Ở đây thì gia chủ làm hai lớp cửa anh chị. Phía trước thì hàng sắt hết anh chị, và bên trong thì đã gào B40. Mình tới đây nha anh chị là 5 m. Ở cửa này thì gia chủ làm cửa bằng sắt nha anh chị. Ở bên đây thì cũng gào B40. Ở đây thì điện nước wifi thì chủ đã vô sẵn rồi. Anh chị mình về thì anh chị mình vào ở luôn ha. Dưới nền thì chủ đã lót gạch rồi nha anh chị. Ở trên đây thì chủ có lót gạch luôn anh chị. Cửa là cửa lùa. Bên trong thì gia chủ có làm một cái gác lửng ở phía trên anh chị. Và bên trong thì mình có một phòng ngủ. Và phía sau thì mình có nhà vệ sinh luôn nha. Ở đây thửa đất căn nhà quay về hướng Tây. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển tới vị trí căn nhà của mình khoảng 52 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 21 km nha anh chị. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 150 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Và em có để số điện thoại chính chủ trên màn hình, anh chị mình liên hệ trực tiếp, anh chị mình trao đổi luôn nha. Ở đây thì mình có một phòng ngủ nha anh chị. Phía trên thì mình có một gác lửng anh chị. Bên trong thì chủ đã lót gạch, và trên tường thì sơn và đã đi bê. Trên trần thì gia chủ đóng la phong nha anh chị. Cửa này là cửa nhôm. Còn bên đây là nhà vệ sinh. Bên trong thì chủ cũng lót gạch và dán lên tường cao khoảng 1m2. Gia chủ thì xây cất hết diện tích nhanh gì. Đầu đuôi của mình là bằng nhau luôn, không có bị thấp hầu. Từ mí này nè anh chị, mình đo thẳng qua bên bên hông là 5 m nha anh chị. Trên thửa đất căn nhà thổ cư 100% luôn. Về thì anh chị khỏi cần lên thổ cư luôn nha. Ở đây thì thuộc ấp Phước Hưng 2 anh chị, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha anh chị. Mình
Dạ phải, thì di chuyển ra đường tỉnh lộ 835A khoảng 1 km. Ở con đường ở phía trước thì mình chỉ 2 m thôi, mình di chuyển là đường xe máy và xe ba gác nha. Ô tô thì khoảng 4 chỗ. Good morning, thì anh chị di chuyển vào đến đây được. Ở cửa của mình là cửa lùa nha anh chị. Nhà này thì không gian phía trên thì chủ chỉ làm tiền chế và lập tôn thôi. Phía trên thì gia chủ có hàng sắt nè anh chị, và làm không gian phía trên thì mình có một cái gác lửng. Nói về thì anh chị mình có thể ngăn phòng thêm là anh chị mình ở, hoặc là anh chị mình mua để cho thuê cũng được anh chị. Giá bán là 1 tỷ 150 triệu. Em có để số điện thoại trên màn hình, anh chị mình liên hệ gặp ngay chính chủ cũng như anh chị. Ở đây là không gian phía trên anh chị. Nói về thì mình có thể đóng la phong thêm ha. Căn nhà này thì em thấy rất là thoáng để cho anh chị cô chú mình mua để mình ở, hoặc là anh chị mình cho thuê đều thích hợp nha anh chị. Nói gia chủ thì làm cầu sắt này rất là kiên cố luôn, và bên đây thì mình có một cái cầu vịnh an toàn xuống anh chị. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị và cô chú ha. Diện tích ngang của mình là 5 m nha anh chị, và có chiều dài là 19 m. Nó thổ cư là 100% luôn. Nó cách khu công nghiệp khoảng 3 km đổ lại thôi anh chị. Người ta gọi là khu công nghiệp Cừ Chàm nha anh chị. Ở đây thì khu dân cư, nhà cửa ở đây rất là đông luôn anh chị. Ở giờ đây thì anh chị mình có thể cho thuê trọ cũng được nha anh chị. Một tháng thì khoảng 1 triệu 500 ngàn. Điện nước wifi thì có đầy đủ hết luôn, anh chị mình yên tâm ha. Ở cửa mình thì gia chủ dùng chỉ cửa lùa thôi. Qua đây thì mình sử dụng nước là nước máy nha anh chị. Ở con đường này thì cũng hiển thị trong sổ là đường đi công cộng 2 m nha anh chị. Giá bán là 1 tỷ 150 triệu. Em có để số điện thoại chính chủ trên màn hình, thì anh chị liên hệ trực tiếp luôn nha. Ở bên đây thì về anh chị mình ngăn phòng khu vực này nha anh chị, và mình làm một cái không gian nhà bếp. Ở bên đây thì mình làm nhà bếp khu vực này ha anh chị. Ở đây thì mình có một cái sàn nước anh chị. Ở đây em quay sơ để anh chị mình tham khảo một lần nữa. Ở cửa này là cửa sắt nha anh chị. Ở đây thì người ta phân lô bán nền rất là nhiều luôn anh chị. Ở nhà cửa thì khu vực này em thấy rất là đông. Và anh chị mình ra chợ, trường học, ủy ban, Thế Giới Di Động và các tiện ích khác, anh chị mình cách chỉ 1 km đậu lại thôi. Ở căn nhà của mình năm dài 19 thì em thấy rất là rộng luôn. Điện thì gia chủ đã vô sẵn hết rồi. Cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít thời gian xem video của em. Nhớ ủng hộ em một lượt like nha, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị.
Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.